nhận được thông tin phản ánh về tình trạng ngập nước và hố sâu gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông trên đường thủ khoa khuyên phường phú thủy thành phố phan thiết cơ quan chức năng đã tiến hành thi công sửa chữa đây là hiện trạng đường thủ khoa khuyên phường phú thủy thành phố phan thiết cách đây khoảng gần một tháng mỗi khi trời mưa lại bị ngập do mặt đường bị trũng thấp so với các đoạn khác cùng với đó lớp nhựa bị bong tróc do không được sửa chữa nên ngày càng hư hỏng nặng và trọng thêm tạo thành hố sâu gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục đoạn đường này. Việc nhanh chóng khắc phục tình trạng ngập nước, ổ gà trên tuyến đường Thủ Khoa Huân nói riêng và các tuyến đường khác trong thành phố nói chung đã góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.